Thưa quý vị, trong bản tin tiếp theo, chúng tôi rất tự hào thông báo một tin vui đối với cộng đồng người Việt. Vào thứ Tư ngày 12 tháng 7 hôm qua, tạp chí Culture Magazine của chúng tôi đã được chính phủ Canada mời dự một sự kiện để công bố. Chính phủ Canada đầu tư 4 triệu đô la vào công ty An Võ Laboratories, là công ty dược phẩm Việt Nam đầu tiên tại Canada. Tại thành phố London, tỉnh bang Ontario, trong một sự kiện đáng chú ý đối với ngành dược phẩm, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Liên bang cho phía Nam Ontario là FedDev Ontario, bà Philomena Tassi, cùng với MP Peter Fajuskato là Ủy viên Quốc hội đại diện cho khu vực London North Center, đã công bố một khoản đầu tư trị giá 4 triệu đô la cho công ty An Võ Laboratories Inc., gọi tắt là Anvo Labs, để thúc đẩy sản xuất và nâng cao khả năng sản xuất sinh học. An Võ Laboratories Inc. được thành lập vào năm 2020 là một bộ phận thuộc sở hữu của An Võ Pharma Group Inc. là công ty dược phẩm Việt Nam đầu tiên ra mắt tại Canada. An Võ Pharma Group là một tập đoàn dược phẩm nghiên cứu khoa học có trụ sở tại thành phố London, chuyên phát triển, sản xuất, tiếp thị và phân phối các sản phẩm dược phẩm đặc trị chung tức là generic, chất lượng cao trên toàn cầu. Envolabs đang đạt được những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực khoa học sức khỏe và khoản đầu tư này sẽ thúc đẩy sự phát triển của họ và củng cố vị trí quan trọng trong ngành. Khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ Envolabs trong việc trang bị và tuyển dụng nhân sự cho cơ sở nghiên cứu, phát triển và sản xuất mới với diện tích là 62.000 feet vuông, tòa lạc tại công viên sản xuất tiên tiến ở London, tức là Advanced Manufacturing Park. Cơ sở tiên tiến này sẽ cho phép Anvolabs sản xuất viên nén và viên nang và trở thành trụ sở toàn cầu của công ty. Đầu tư này sẽ đặt Canada trở thành một nước đi đầu trong phát triển và sản xuất dược phẩm, tạo cơ hội gắn kết với hệ sinh thái khoa học y tế địa phương, các trường cao đẳng và đại học bộ trưởng philomena tassi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của đầu tư chiến lược vào ngành sản xuất sinh học quan trọng để củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe tại canada và bảo đảm chăm sóc tiếp cận đến tất cả mọi người bà nói anvo laboratories đang đạt được những bước tiến đáng kinh ngạc trong lĩnh vực khoa học y tế và chính phủ canada đang hỗ trợ cho họ để họ có thể tiếp tục phát triển chính phủ của chúng tôi đang giúp mọi người đạt được tiềm năng của họ và biến cơ hội thành hiện thực ủy viên quốc hội Peter Fatiscaito nhấn mạnh rằng đầu tư này là một phần cam kết của chính phủ để xây dựng một tương lai có lợi cho công nhân doanh nghiệp và toàn quốc ông nói đầu tư này là một bước tiếp theo mà chính phủ của chúng tôi đang thực hiện để xây dựng tương lai của canada một tương lai mà tốt cho công nhân doanh nghiệp và mọi người trong buổi công bố hai nhà sáng lập an võ laboratories là tâm võ và diana nguyễn đã bày tỏ lòng biết ơn về sự hỗ trợ nhận được và cam kết lan tỏa sức mạnh chữa lành toàn cầu. Trong thông điệp chung, họ nói rằng, Chúng tôi tự hào khi gọi London là nhà và rất biết ơn sự hỗ trợ của FedTech Ontario đã mang lại cơ hội cho chúng tôi để phát triển. Cùng nhau chúng ta bắt đầu một hành trình lan tỏa sức mạnh chữa lành toàn cầu với thế giới. Với khoản đầu tư này, Anvolabs sẽ có khả năng tăng sản xuất, và mở rộng khả năng đóng gói chuyên biệt cho các nhà sản xuất thuốc tại Canada. Dự án này sẽ hỗ trợ sản xuất dược phẩm Made in Canada và củng cố chuỗi cung ứng sinh học của đất nước. Hơn nữa, thì khoản đầu tư này sẽ tạo ra 45 công việc có trình độ kỹ thuật cao tại thành phố London, góp phần vào ngành công nghệ sinh học đang phát triển mạnh mẽ tại khu vực này. Chính phủ Canada thông qua FedDev Ontario đã đầu tư hơn 60 triệu đô la vào 85 dự án tại khu vực London kể từ năm 2015. Những khoản đầu tư này được ước tính là sẽ tạo ra hơn 900 việc làm và duy trì hơn 1.000 việc làm, thể hiện cam kết của chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới. Khi An Võ Laboratories tiếp tục hành trình của mình là công ty dược phẩm Việt Nam đầu tiên tại Canada, sự hỗ trợ từ chính phủ Canada và những nỗ lực cộng tác từ các bên liên quan Bao gồm cả những nhà sáng lập Tâm Võ và Diana Nguyễn sẽ giúp công ty này mở ra những cơ hội mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Sự cam kết tăng trưởng và đổi mới này sẽ mang lại lợi ích cho người dân Canada và củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe của quốc gia. Tâm Võ và Diana Nguyễn là người Việt Nam nhập cư đến đảo Prince Edward Island vào năm 2015, là người sáng lập ra Anvo Pharma Group và đang xây dựng cơ sở sản xuất dược phẩm đầu tiên của người Việt tại Canada. Công ty có tên là Anvo Laboratories Inc, tức là An Võ Laboratories Inc, đặt tại thành phố London của tỉnh bang Ontario, chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất, tiếp thị và phân phối các sản phẩm đặc trị chung, tức là generic, chất lượng cao trên toàn cầu. Chia sẻ với tạp chí Culture Magazine của chúng tôi, Tâm Võ cũng là chủ tịch hội đồng quản trị, cho biết là khi còn nhỏ, anh đã học được giá trị của sức khỏe và việc chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Sứ mệnh của anh là sức mạnh chữa bệnh toàn cầu, thúc đẩy việc chữa bệnh về thể chất và tinh thần. Trong thời gian xảy ra đại dịch, Tâm đã được công ty phát triển kinh tế thành phố London và các quan chức thành phố chào đón tại lễ khởi công Anvo Pharma Group. Tòa nhà của tập đoàn Anvo Pharma dự kiến là sẽ được hoàn thành và mở cửa trong năm 2023. So marketing and important and and of chưa bao giờ có thời điểm tốt hơn để sử dụng kiến thức và chuyên môn của mình để tập trung vào việc tạo ra sản xuất tiếp thị phân phối các sản phẩm chất lượng cao và chuyên biệt trên khắp thế giới chia sẻ với biên tập viên của Culture, về câu hỏi anh thích gì ở Canada, điều đó đã ảnh hưởng như thế nào đến quyết định khởi nghiệp của anh ở đây? Canada has a lot of resources and for the new immigrants and there's a lot of opportunities for me, for my family and for the young generation as well. Thành phố London và Tổng công ty phát triển kinh tế London đã hỗ trợ rất nhiều trong việc lập kế hoạch mở rộng và phát triển lực lượng lao động trong tương lai. Chúng tôi cũng đánh giá cao sự minh bạch của chính phủ và sự sẵn sàng giúp cho chúng tôi phát triển với nhiều chương trình tài trợ ở cả cấp tỉnh và liên bang. Còn đối với câu hỏi của Culture đó là câu khẩu hiệu của Anvo Pharma Group là Global Healing Power. Sức khỏe và hạnh phúc có ý nghĩa gì đối với bạn? Tâm Võ đã chia sẻ, bằng cách chăm sóc bản thân và những người khác, bạn có thể đạt được sức khỏe tổng thể trong cả thể chất và tinh thần. Một điều mà đại dịch toàn cầu này đã dạy chúng ta rằng, để tương lai tiến lên thì việc chữa lành là cần thiết và tất cả chúng ta cần nhau để chữa lành. Để chia sẻ lời khuyên cho những người Canada gốc Việt có nguyện vọng quan tâm đến ngành dược phẩm hoặc là chăm sóc sức khỏe. Tôi sẽ nói rằng mọi việc đều có thể làm được nếu bạn có ý chí để làm điều đó. Hãy nghiên cứu, làm việc chăm chỉ và tận dụng các nguồn lực dồi dào của Canada trong các lĩnh vực giáo dục và hệ thống tài chính, kết nối với những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giao lưu với những người có cùng chí hướng, nếu tôi làm được thì bạn cũng có thể làm được. Chia sẻ về hướng tương lai phát triển như thế nào? Tâm võ cho biết là chúng tôi đang phát triển theo 3 giai đoạn, giai đoạn 1 là sản xuất và thành phẩm các sản phẩm dạng uống. Trong giai đoạn thứ hai, chúng tôi sẽ tập trung vào thuốc tiêm và giai đoạn cuối cùng là sẽ dành riêng cho vắc-xin. Sau khi hoàn thành các giai đoạn này, công ty sẽ phát triển lên hơn 100 nhân viên. Chúng tôi sẽ làm việc với các tổ chức giáo dục địa phương để tạo cơ hội thực tập và chúng tôi sẽ thuê những nhân tài hàng đầu về vận hành, kiểm soát chất lượng, quản lý, sản xuất và kế toán. Chúng tôi cũng rất vui mừng áp dụng một tuần làm việc 4 ngày để chia sẻ khả năng chữa bệnh toàn cầu của chúng tôi với thế giới các nhân viên tiềm năng có thể liên hệ với công ty tại info at com và đừng quên theo dõi LinkedIn cũng như các tài khoản mạng xã hội của công ty Anvo Pharma Group để nhận thông tin cập nhật về dự án của chúng tôi tại London, Ontario.